Những ngày giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người yếu thế, khó khăn. Song cũng chính trong lúc này, tình người lại được lan tỏa một cách mạnh mẽ. Không chỉ có các doanh nghiệp hay các hội đoàn thể, mà những cá nhân cũng đã viết nên những câu chuyện đẹp trong mùa đại dịch. Chúng tôi muốn nhắc đến cặp vợ chồng tại xã Cù Lao, Long Khánh A, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Họ không chỉ đóng góp tiền của thôi đâu, mà còn tình nguyện đi sớm, về muộn để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch. Khoảng 4-5 giờ sáng, rồi tranh thủ là rằng quỹ ban chắc rau củ quả, gạo lên xe. Khoảng 6 giờ đi, tranh thủ mình phát cho bà con ta gần có những rau củ quả với gạo rồi đặng cho bà con ta ăn. Mùa Covid này nè, mình thấy mình cũng ở không, rồi mình giúp được cho xã hội, bà con người ta được cái gì thì cứ giúp. Vợ chồng anh Đặng Thanh Quy và chị Nguyễn Ngọc Ảnh cũng là những người con Cù Lao Long Khánh. Hơn ngày hết, anh chị biết xã nhà còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ngày thường với cơ sở may gia công, anh chị giải quyết việc làm cho trên 40 lao động nhàn rỗi. Khi tỉnh Đồng Tháp ban hành chủ trương giãn cách xã hội, mọi hoạt động sản xuất tạm ngưng. Vậy là anh chị quyết định xuống đường cùng địa phương chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ người dân khó khăn. Thấy bà con thì ai cũng ở nhà đang chấp hành chỉ thị 16. Cho nên là chị cũng đóng góp một chút phần gì đó để chia sẻ cho bà con mình. Tại chị cũng muốn cho bà con ở nhà cũng được ăn ngon, mặc ấm để mà chia sẻ với bà con trong lúc mùa dịch này. Chị cũng cố gắng chị làm sao cho hết chỉ thị này luôn. Mỗi ngày, các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, mì gói cùng khoảng 7 tấn rau củ quả được phân loại, vận chuyển đi luân phiên địa bàn 6 ấp trong xã Long Khánh A để trao tặng cho người dân gặp khó khăn. Đây là lượng hàng hóa được nhiều nông dân trong xã chung tay trao tặng hay được địa phương vận động kinh phí mua về. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ vợ chồng anh Quy, chị Ảnh. Từ hai chiếc ô tô tải, kinh phí thu mua rau màu đến thuê nhân công vận chuyển, anh chị đều chung tay hỗ trợ góp phần duy trì đều đặn những chuyến hàng nghĩa tình đến tay bà con vùng sâu, vùng xa. Chỗ anh Quy với chỗ chị Ảnh thì đây là tài trợ, nói tóm là cũng lớn cho của địa phương. Thì sau khi mà được địa phương vận động thì hai vợ chồng anh Quy với chị Ảnh thì người ta tình nguyện vừa góp công vừa góp sức để cùng với chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch. Trong đại dịch, ai cũng gặp phải những khó khăn nên càng đáng trân trọng hơn trước những tấm lòng biết nhường cơm xẻ áo, san sẻ động viên người yếu thế hơn. Những chuyến hàng này có lẽ ngoài chở những nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con trong những ngày giãn cách, còn chở cả tình cảm của những người đang sớm khuya, không ngại vất vả để chia sẻ với đồng bào, để cùng quyết tâm vượt qua đại dịch.